Đến khoảng 11 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2023, lực lượng công an tỉnh Khánh Hòa vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ thảm sát khiến 3 người phụ nữ tử vong tại thôn Xuân Đông, xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa. Theo thông tin ban đầu, khoảng 5 giờ sáng cùng ngày, vợ chồng Phan Danh Hưng, 37 tuổi, ở xã Diên Xuân, huyện Diên Khánh xảy ra cãi vã. Trong lúc tức giận, Hưng đã dùng dao đâm vợ chết tại chỗ. Người cháu gái của vợ Hưng cùng một người phụ nữ là hàng xóm chạy tới can ngăn, cũng bị Hưng dùng dao sát hại. Hưng đã bỏ trốn ngay sau khi gây án. Theo người dân xung quanh, Hưng thỉnh thoảng đi làm nghề phụ hồ và hay uống rượu. Những ngày gần đây, vợ chồng Hưng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cãi vã và được người thân nhiều lần can ngăn. Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng là căn nhà cấp 4 nằm trong khu vực dân cư thưa thớt, xung quanh có nhiều nương rẫy, núi đồi. Lực lượng cảnh sát cơ động cùng chó nghiệp vụ cũng được điều động tới hiện trường để truy bắt đối tượng.